Cảm ơn hãy là ba. Ông già rồi đấy. Phải cái ông mà ông tự rút của cửa luôn. Xin một pyjama kỳ mà cũng được. Đừng có vô mấy bạn của cô xin. Đừng 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 đừng. Tại con nhỏ xíu như mày nha. Cảm ơn. Nói thằng này là ai vậy? Thằng này đó có phải là cái thằng bạn của xin đâu đúng không? Ai vậy? Melody cosplay. Thông thông vui. Trời ơi, giết tờ giấy nè. So cute. OMG. Would you ever wear this case? This one is the coolest. There is actually button on camera. This one is my favorite. Cái bộ môn test nhân phẩm này thì quá là hot trên top rồi. Hôm nay thì mình sẽ test bằng mấy em móc quá Sumiko này nha. Bộ này sẽ có 6 nhân vật và bias của mình là cái em bé dâu này. Mình rất thích đồ dâu luôn, thế nên chắc chắn phải chúng nhá. Gì vậy? Mặc dù không phải bias của mình nhưng mà em này trông vẫn rất là xinh xắn nhá. Bóp cực kỳ mềm luôn. Để test thử lần 2 xem thế nào nhá. Chắc chắn lần này là phải chúng luôn ý. Mình sống rất là tốt, thế nên nhân phẩm của mình sẽ không đen đến thế đâu. Gì vậy? Một cục tròn béo y hệt em ấy, khác mỗi cái màu. Thôi thì bây giờ mình ship hai em nói với nhau. Đây sẽ là OTP mới của mình. Theo linh cảm của mình thì hôm nay test nhân phẩm hơi bị su. Bóc 3 lần không lần nào ra bias luôn. Lần này chắc chắn ra. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Nhưng mà cái em quyến này trông là cưng xỉu luôn ý. Mình vẫn vui vẻ không hề quạo tí nào đâu nhá. Mặc dù hôm nay hơi su vì không bốc ra bias, nhưng mà trông bay em này vẫn cực kỳ xinh luôn.